Trong lúc uống thuốc, cô bé đã phát hiện ra một chuyện quỷ dị. Dường như cảm nhận được nhãn lọ thuốc có gì đó sai sai, nên Chloe hiếu kỳ đã cẩn thận xé nó ra. Kết quả, cô bé sợ hãi khi nhìn thấy bên trong là nhãn lọ thuốc bị dán đè lên. Hơn nữa, trên đó còn ghi tên người mẹ Diane của cô. Phát hiện bất ngờ này khiến Chloe cảm thấy sởn tóc gáy. Đến tối, Diane vẫn mang thuốc và nước đến giường cho Chloe như bình thường. Sau khi thấy con gái uống thuốc xong, cô ta mới yên tâm đi ra khỏi phòng. Nhưng Diane đâu ngờ rằng Chloe vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời, bây giờ lại mang tâm lý đề phòng cô. Cho đến tận nửa đêm, Chloe cứ ngỡ mẹ mình đã đi vào giấc mộng nên lén lút đẩy xe lăn đến trước máy tính. Mở máy xong, cô bé muốn lên Google tìm kiếm một ít thông tin về thuốc của mình. Ai ngờ, vừa mới nhấn Enter thì màn hình lại hiển thị là không kết nối Internet. Chloe thấy thế thì càng nghi ngờ hành động của mẹ hơn. Từ khi còn nhỏ, cô bé đã phải chịu đủ sự hành hạ của bệnh tật. Ngoài những vết ban đỏ trên cơ thể ra, thì Chloe còn mắc phải bệnh hen suyễn không cẩn thận là có thể mất mạng. Sau này còn bị cả tiểu đường nữa. Đồng thời, vì các cơ ở chân đã bị teo đi, nên làm gì cô bé cũng phải có công cụ hỗ trợ hết. Cũng chính vì vậy mà Chloe không khác gì cái thùng chứa thuốc cả. Số lần uống thuốc còn nhiều hơn cả ăn cơm. Hơn nữa, cô bé còn sinh ra trong một gia đình single mom, nên tất cả mọi việc đều do mẹ lo liệu hết. May mà Diane là một người phụ nữ mạnh mẽ, vừa ra ngoài đi làm, vừa nuôi nấng Chloe. Thậm chí, bài vở của con gái cũng phải do cô đích thân giảng dạy mới không bị tụt lùi. Mà Chloe hiểu chuyện cũng có ước mơ đỗ đại học. Nhưng có những chuyện, càng chờ đợi thì càng không có kết quả. Thư từ được gửi đến nhà, không có cái nào là giấy trúng tuyển cả. Hôm đó, Chloe ham ăn không nhịn nổi nữa. Cô bé lấy hộp kẹo từ trong chiếc túi giấy mà mẹ để đồ ăn vặt ra. Đang chuẩn bị ăn thì Chloe lại lôi ra được một lọ thuốc. Điều khiến cô bé không hiểu là viên nang màu xanh bên trong là thuốc mà mình vẫn luôn uống. Nhưng tên trên nhãn lọ thuốc lại là của mẹ. Để làm rõ chuyện này, Chloe đã lấy công cụ hỗ trợ của mình, lấy một lọ thuốc từ trong tủ để đổ ra. Quả nhiên, bọn chúng đều đã được ngụy trang. Sau khi biết tất cả, Chloe lại nhìn lọ thuốc trong tay và cảm giác như đang nhìn chằm chằm vào một đống chất độc khủng khiếp. Sau đó cô bé nhớ lại món mì mà trước đây mẹ thường đặc biệt làm riêng cho mình. Gọi cho thợ sửa và nói rằng trong nhà không có mạng. Nhưng chỉ nhận được câu trả lời, cuối tháng mới có thể đến sửa. Nói như vậy, Diane cũng đã nhận ra đầu mối rồi nên mới cắt bỏ mạng ở trong nhà. Hôm đó, Chloe thấy mẹ đang tưới rau ở trong vườn thì bèn lén lút gọi điện cho bác sĩ. Mục đích của cô bé rất đơn giản, đó là muốn làm rõ xem rốt cuộc thuốc mà mình uống là thuốc gì. Kết quả, đối phương lại rất rõ số điện thoại bàn của nhà Chloe, thậm chí còn nói ra được tên của mẹ cô bé. Chloe sợ chuyện bị bại lộ vội vàng cúp máy, nhưng cô bé vẫn không từ bỏ mà gọi cho một người lạ khác. Hy vọng người ấy có thể giúp mình tìm kiếm một ít thông tin về loại thuốc này. Kết quả, người đàn ông ở đầu dây bên kia lại đang bận giải quyết mâu thuẫn trong nhà. May mà khả năng giao tiếp của Chloe giỏi, chỉ nói dăm ba câu đã cởi được nút thắt trong lòng đối phương. Sau đó, cô bé lại giả bộ đáng thương, nói mình mồ côi cha mẹ. Cuối cùng cũng lấy được sự tín nhiệm của người đàn ông, mà anh ta cũng nói rằng mình tình nguyện giúp đỡ cô việc này. Tôi cần anh giúp tôi kiểm tra trometamin, formaldehyde, bla bla. Khoan đã. Cô đừng nói vội, để tôi mở máy tính lên đã. Cái gì mà cho với me ấy nhỉ? Trometamin, ok, được rồi. Từ người đàn ông, Chloe được biết trometamin là một loại thuốc làm thuyên giảm các bệnh về tim mạch. Nhưng điều khiến cô bé nghi hoặc là dù mình sinh ra đã mang theo một vài bệnh lý về tim, nhưng đã sớm khống chế được thông qua việc điều trị rồi. Điều này Diane là người rõ ràng hơn ai hết. Nhưng vì sao mẹ vẫn kiên trì cho cô bé dùng loại thuốc này? Khi Chloe đang cảm thấy nghi hoặc, thì người đàn ông ở đầu dây bên kia lại nói thêm rằng vỏ ngoài của trometamin thực ra là màu đỏ. Cô bé nghe xong thì cả người liền ớn lạnh, bởi vì câu nói này coi như là một bằng chứng trực tiếp vạch trần hành vi cháo thuốc của Diane. Đến tối, hai mẹ con vẫn ngồi ăn cơm với nhau như bình thường. Đột nhiên, Chloe lại nói mình muốn đi xem phim. Diane không hoài nghi gì mà đồng ý với cô bé. Hôm sau, Chloe nhân lúc mẹ xuống lầu, bèn bỏ tất cả các loại thuốc đã được giấu gần đây vào túi, rồi cố tình ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ. Nhưng thực ra là đang tính toán xem lát nữa nên thực hiện kế hoạch như nào. Không lâu sau, cô bé đã đi vào sảnh rạp chiếu với mẹ. Trong cả quá trình, Chloe thấy mẹ mình mải mê xem phim, nên đã nhân cớ đó đòi ra ngoài giải quyết nỗi buồn. Mẹ vừa cho phép là cô bé đã lập tức lao ra khỏi rạp để đến hiệu thuốc gần đây nhất. Không may là Chloe lại đến hiệu thuốc đúng vào giờ cao điểm. Hết cách, cô bé đành phải dùng danh nghĩa người khuyết tật chạy lên đầu hàng, sau đó lôi thuốc ra, cầu xin dược sĩ giúp mình kiểm tra xem rốt cuộc viên nang màu xanh này là cái gì. Nhưng đáng tiếc là người ta rất quen thuộc với loại thuốc này, lại còn biết mẹ của Chloe sẽ đến mua thuốc định kỳ. Sau khi mở máy tính ra kiểm tra, liền lấy cớ bảo mật thông tin cá nhân để từ chối trả lời vấn đề của cô bé. Đồng thời, cô ta còn rất nghi hoặc về hành vi của Chloe. Dù sao thì chút chuyện còn con này, trực tiếp hỏi thẳng mẹ mình không phải được rồi sao? Chloe vội vàng nói là mình đang chơi trò chơi với mẹ.
Cô bé muốn thắng nên phải làm như vậy. Cuối cùng, nhờ mấy câu nói của Chloe mà dược sĩ thở phào một hơi. Nói với cô bé rằng, viên nang màu xanh này là thuốc dùng cho động vật. Tác dụng chính là để xử lý các bệnh về chân của động vật. Nếu như cho người dùng, thì các dây thần kinh ở chân sẽ bị tổn thương. Kéo dài tiếp thì sẽ tạo thành hội chứng bị liệt nửa người dưới. Xin cô nói cho cháu biết, cho người uống thì sẽ bị khuyết tật thật phải không? Vì sao cháu lại hỏi như vậy? Chloe nhìn thấy mẹ xuất hiện ở cửa, thần kinh của Chloe lập tức căng như dây đàn. Dưới sự tác động kịch liệt của cảm xúc, cô bé liền bị hen suyễn ngay lập tức. Ngoại trừ việc điên cuồng hít thở ra thì không thể làm gì khác cả. Diane thấy vậy thì vội vàng cầu xin mọi người rời đi. Nhưng ngay sau đó, không, khi một mũi kim đâm xuống thì Chloe cũng dần dần mất đi ý thức. Không sao rồi. Cô bé lập tức hôn mê bất tỉnh ở hiệu thuốc. Đợi khi Chloe tỉnh lại lần nữa thì thấy mình đã về phòng ngủ lúc nào không hay. Cô bé biết được chân tướng, liền muốn ngả bài với mẹ. Ai ngờ lúc này Diane lại không có ở nhà. Trước khi đi, cô ta còn khóa trái cửa phòng ngủ lại. May mà Chloe có nhiều tài lẻ. Dùng kẹp tóc chọc qua ngoáy lại vài cái, khóa cửa liền bật ra. Nhưng cho dù làm đến bước này rồi, thì Chloe vẫn đánh giá quá thấp sự đề phòng của mẹ cô. Diane dùng một công cụ làm vườn để chắn cửa phòng lại. Thấy cửa chính không đi được, Chloe bèn phải tìm con đường khác. Sau một hồi quan sát thì phát hiện chỉ còn lại cửa sổ. Vì để không gặp chuyện ngoài ý muốn, cô bé quyết định lấp đầy cái bụng trước đã. Rồi lôi hết dây điện trong giỏ nhựa ra, sau đó lại lấy một con dao điện và giữ lại nửa cốc nước lạnh ở trong miệng. Cuối cùng Chloe mới bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Chỉ thấy cô bé khổ sở leo lên mái nhà, kéo lê theo đôi chân không có tí sức lực nào bò về phía trước. Sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng Chloe cũng leo đến nơi cao nhất của mái nhà. Từ đây rẽ trái thì chính là phòng ngủ của mẹ. Thấy cửa sổ bị mẹ khóa chặt, Chloe cũng không hề hoang mang. Cô bé kiên nhẫn đun nóng mũi dao còn nóng đỏ, sau đó rạch một đường lên kính cửa sổ. Rạch cho đến khi vết nứt sâu hoắm thì mới chịu dừng tay. Sau đó, Chloe lại ngẩng cổ lên để phun hết nước ở trong miệng ra. Dưới tác động đối lập của nhiệt độ, chẳng mấy chốc tấm kính mỏng manh đã vỡ tanh bành. Mà Chloe cũng gần như bỏ qua được cái cửa sổ vỡ kính, nhưng cô bé không ngờ rằng mình lại phát bệnh vào lúc này. Mà thuốc cứu mạng lại còn rơi ở trong phòng ngủ chứ. Dưới tình huống bất đắc dĩ, Chloe đành phải lê người bò về phòng ngủ của mình trước. Cô bé dùng hết sức lực để tháo công cụ làm vườn xuống và đẩy cửa ra. Dựa vào ý chí sống sót kinh người, Chloe đã cho được ống hít vào miệng mình. Sau khoảng thời gian ngắn điều chỉnh lại hô hấp, cô bé liền di chuyển đến cầu thang. Nhưng Diane tâm tư cẩn trọng này đã sớm ngắt bỏ nguồn điện của thang máy rồi. Thấy điều khiển không có phản ứng, Chloe bèn quyết định đẩy xe lăn xuống trước. Nhưng khi cô bé đang suy nghĩ xem mình phải đi xuống kiểu gì, lại xảy ra biến cố. Có lẽ đây cũng coi như là trong họa có phúc. Chloe bất ngờ bị ngã, phát hiện bàn chân mình có thể cử động được. Dù mức độ không lớn, nhưng đối với cô bé mà nói, đây đã được gọi là kỳ tích rồi. Chloe không kìm được niềm vui mà rưng rưng nước mắt, đột nhiên cô bé phát ra một sức mạnh kinh người. Vùng vẫy bò dậy, rồi kéo lê người mình lên xe lăn. Sau đó, Chloe lại thành thục điều khiển xe lăn chạy ra bên ngoài. Có lẽ do quá nóng vội, nên khi qua đường, cô bé suýt nữa thì bị một chiếc xe trắng tông vào. Anh tài xế vội vàng chạy xuống kiểm tra, kết quả lại bị dáng vẻ mặt mày tái mét của Chloe dọa sợ, rồi vội hỏi sao cô bé biến thành dáng vẻ như này. Chloe như gặp được cứu tinh, bèn kể hết mọi chuyện với anh. Nhưng khi anh đang ra tay giúp đỡ cô bé, thì có một chiếc xe lao từ sau lưng đến. Đó chính là mẹ của Chloe. Cô ta đang muốn ngăn cản người đàn ông đưa con gái đi. Nhưng đối phương tận mắt nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Chloe, đương nhiên sẽ không dễ dàng đồng ý rồi. Cho dù Diane nước mắt lưng tròng lấy cớ nói, con gái trốn ra ngoài là gặp phải vấn đề về thần kinh. Còn cầu xin anh chàng đừng nhúng tay vào chuyện này. Người đàn ông cũng không vì thế mà mềm lòng, anh ta quay đầu lại hỏi ý kiến của Chloe. Mà Chloe mãi mới trốn được ra ngoài, sao có thể đồng ý quay về nhà chứ? Thấy thế, người đàn ông cũng không do dự gì nữa. Chuẩn bị đóng cửa thùng xe lại, rồi đưa Chloe đi. Chú ý kẻo xe sẽ lắc lư đó. Chloe lần đầu chạy trốn thất bại, trực tiếp bị mẹ đưa về nhốt vào nhà kho. Ở đây toàn là những vật dụng linh tinh, đột nhiên cô bé chú ý đến một bức thư trên bàn. Ai ngờ, bên trong chính là giấy thông báo trúng tuyển của trường đại học mà cô yêu thích. Cảnh tượng này suýt nữa khiến Chloe gần như sụp đổ. Cô bé không ngờ mẹ mình lại ích kỷ đến mức độ này. Ngay cả sự cố gắng và tâm huyết của mình mà cũng vứt bỏ cho được. Chloe quá bất lực, đành phải ném đồ để phát tiết cảm xúc của bản thân. Đúng lúc này, cô lại nhìn thấy tấm ảnh khi mình còn nhỏ. Nhìn thấy bé gái vô lo vô nghĩ đang chơi đùa trên bãi cỏ, Chloe chỉ cảm thấy toàn thân như rơi vào hầm băng. Đồng thời, sự phẫn nộ với mẹ cũng lên đến đỉnh điểm. Sau đó, cô bé lại tìm thấy mấy tờ giấy chứng tử đã cũ nát. Tên đương sự được ghi ở bên trên giống mình y như đúc. Giấy chứng tử còn được giấu dưới một tờ báo, nội dung là tin tức con gái mất tích. Xem xong những thứ này, Chloe dường như đã hiểu ra tất cả. 18 năm trước, con gái thật sự của Diane đã chết yểu. Cô ta không chịu nổi đả kích nên thần kinh đã xảy ra vấn đề. Thế là bèn bắt cóc con gái của người khác làm con mình. Mà đứa trẻ bất hạnh đó chính là Chloe. Thấy Chloe ngày một lớn khôn, Diane lại lo lắng cô bé sẽ rời đi. Vì vậy,
cô ta mới hủy hoại đôi chân khỏe mạnh của Chloe. Chloe biết được chân tướng không nhịn được mà bật khóc trong đau khổ. Có lẽ bố mẹ thật sự của mình đến bây giờ vẫn chưa từ bỏ hy vọng tìm được con gái, mà tất cả cố gắng đều bị người phụ nữ độc ác này đập tan hết. Khi cô bé đang chìm trong đau khổ thì Diane bước vào, cô ta vẫn chìm đắm trong ảo tưởng, không thể thoát được ra và muốn thuyết phục Chloe tiếp tục làm con gái ngoan của mình. Tiếc là cô bé đã nhìn thấu tất cả hành vi của cô ta, đương nhiên là không thể rơi vào bẫy của Diane một lần nữa rồi. Diane thấy dỗ ngọt không được thì phản ứng của cô ta lập tức trở nên kích động. Sau khi cảm nhận được ấm áp một lần nữa thì cuối cùng bà ta cũng xé bỏ lớp ngụy trang, gào thét như một kẻ điên vậy. Diane còn định dùng thuốc độc để Chloe mãi mãi mất đi đôi chân. Chloe hoảng sợ vừa hét đừng mà, vừa chạy trốn vào gian để đồ và nhanh chóng khóa cửa lại trước khi Diane xấu xa đến gần. Cô bé lúc này vô cùng sợ hãi. Nghe thấy tiếng gọi dịu dàng từ bên ngoài của mẹ, trái tim của Chloe cũng dần lạnh đi. Mà cũng chính lúc này, cô bé liền chú ý đến thuốc ở trên giá. Sau khi để lại những di ngôn cuối cùng, Chloe định trực tiếp kết thúc kết liễu cuộc đời mình. Bà cần tôi. Không. Kế hoạch lấy cái chết để chạy trốn của Chloe không thành công. Diane liền đưa cô bé vào viện ngay lập tức. Dựa vào sự cố gắng của các y bác sĩ, Chloe thành công nhặt được cái mạng về. Nhưng lúc này, cơ thể của cô bé đã không thể động đậy nữa rồi. Điều đáng sợ nhất là, vừa tỉnh lại Chloe đã phải nhìn thấy người mẹ kia. Nội tâm lập tức bị bao trùm bởi sự bất an. Vì muốn tự cứu lấy mình, cô bé khổ sở mãi mới ấn được vào nút khẩn cấp và thành công thu hút sự chú ý của y tá. Nhưng khi Chloe đang dùng sức cầm bút, muốn viết ra suy nghĩ của mình, thì đèn cấp cứu của phòng bệnh bên cạnh đột nhiên lóe lên. Y tá thấy vậy thì đành phải rời đi trước, nhưng không ngờ cô ấy vừa đi thì người mẹ kia đã tiến vào phòng bệnh. Diane tháo dụng cụ chữa trị của Chloe ra trước, sau đó thì đưa cô bé ra ngoài với tốc độ bàn thờ. Xem ra, ban nãy đèn cấp cứu sáng lên, thực chất là mánh khóe dương đông kích tây của người phụ nữ. Bởi vì cơ thể không cử động được nên Chloe đành phải dùng ánh mắt để phát ra tín hiệu cầu cứu. Nhưng tuyệt nhiên, lại chẳng có ai hiểu ý của cô bé cả. May mà y tá kia kịp thời nhận được tin Chloe mất tích và nhìn thấy manh mối mà cô bé để lại. Chữ mẹ được viết trên giấy khiến cô lập tức biết hung thủ đã hại Chloe. Y tá lập tức gọi cho đội bảo vệ và tiến hành cứu người. Ở bên kia, Diane đẩy Chloe ra bên ngoài. Nhưng không may là thang máy lại đang trong thời gian bảo trì. Vì quá vội nên cô ta đành phải thay đổi tuyến đường. Nhưng điều kỳ lạ là dù làm thế nào cũng không đẩy được xe lăn. Sau khi kiểm tra một lượt thì Diane cũng tìm ra được vấn đề. Hóa ra là Chloe chịu đau dùng chân để chặn bánh xe, giữ nó ở nguyên vị trí. Tôi không cần bà. Con cần mẹ. Bỏ súng xuống. Chúng tôi muốn về nhà. Cuối cùng ác mộng của Chloe cũng hoàn toàn chấm dứt. Chớp mắt một cái, 7 năm đã trôi qua. Trải qua những chuyện trước đó, người mẹ đã trở thành một kẻ điên và bị nhốt lại. Còn tình hình của Chloe cũng dần dần tốt lên dưới sự giúp đỡ của y tá. Cô sẽ định kỳ đến thăm người mẹ đã thao túng mình mười mấy năm này. Chloe vẫn bình tĩnh nói chuyện với Diane, chỉ là người mẹ bây giờ đã không thể tiếp tục sắp đặt cuộc đời của con gái như xưa được nữa. Nhớ lại tất cả những gì mà Diane làm với mình, cô cũng không định nhân từ mà lựa chọn tha thứ. Thay vào đó cô sẽ để bà ta gánh chịu những nỗi đau giống mình. Thế là mỗi lần đến đây, Chloe đều sẽ mang theo quà mà mình dày công chuẩn bị. Há miệng ra, uống thuốc đi.